Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn tác dụng của van một chiều đối với hệ thống bơm. Và đây là hệ thống bơm hố bơm nước tầng hầm của Hyundai Ventec. Van một chiều có tác dụng rất tốt đối với các hệ thống đường ống và các thiết bị sau van một chiều. Van một chiều có tác dụng chống lại hiện tượng mất nước và hiện tượng hồi áp của van một chiều. Trong trường hợp khi bơm đẩy qua van một chiều, áp suất trên đường ống đẩy đi các vị trí rất lớn, và khi bơm dừng, hiện tượng bố nước hồi về nếu không có van một chiều thì sẽ làm hư hại đến các thiết bị sau đó, cánh bơm, hệ thống đường ống sau của van một chiều. Và còn một đặc điểm nữa, van một chiều cũng có thể chống làm mất nước cho hệ thống và cho thiết bị, tránh làm hư hại bơm khi bơm chạy e không có nước. Vừa rồi tôi đã giới thiệu tới quý vị và các bạn tác dụng của van một chiều đối với hệ thống đường ống và bơm sau van một chiều. Xin kính chào quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.